Mới đây, Ủy ban Nhân dân thành phố Phan Thiết tổ chức xét duyệt chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP đợt 1 năm 2022. So với 2 năm trước thì chủ thể tham gia nhiều hơn, đồng thời sản phẩm đa dạng và chất lượng tăng lên đáng kể, cho thấy sức hút của chương trình OCOP đã và đang lan tỏa mạnh mẽ đến các hộ dân cũng như cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Không chỉ lần đầu mà các đơn vị tham gia lần thứ hai, thậm chí đủ cả 3 lần do Ủy ban Nhân dân thành phố Phan Thiết tổ chức xét duyệt chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP. Đây là sân chơi bổ ích, tạo điều kiện cho các hộ dân, công ty, doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh ở nhiều ngành hàng phát triển sản phẩm OCOP, có thương hiệu, theo chuỗi giá trị dựa trên thế mạnh, lợi thế về nguyên liệu địa phương, văn hóa và tri thức bản địa. Đặc biệt là các đặc sản, sản vật, sản phẩm làng nghề theo hướng kinh tế tuần hoàn, đảm bảo hệ sinh thái bền vững. Khi mà có một cái sản phẩm OCOP, cái tính đặc thù của sản phẩm nó làm cho sự cạnh tranh giữa các cái sản của cái vùng miền địa phương như nước mắm, cái tính đặc thù nhất là những sản phẩm mà có tính đặc thù riêng giống như là nước mắm, thì nó sẽ đưa cho người tiêu dùng cái nhận diện về những cái sản phẩm đó được tốt hơn. Tôi đến đây tham dự hai sản phẩm. Thứ nhất là sản phẩm mắm nhĩ truyền thống, mắm nhĩ lú truyền thống 24 tháng và mắm nhĩ lú 36 tháng. Thì để làm ra cái sản phẩm này thì mình phải ủ chuột theo cái cách khác nhau. Nên thành vì sao mình đến đây để là được cái sự tin dùng và một cái sự liên kết hợp tác với lại cô mắt. Nên thành mình cho ra cái sản phẩm này để mà đưa đến tay người tiêu dùng được cái sự ưa chuộng của người tiêu dùng về cái sản phẩm mà nước mắm ủ lâu năm. Năm 2022, thành phố Phan Thiết có 35 sản phẩm của 10 chủ thể đăng ký tham gia đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP. Trong đó, đợt 1 có 15 sản phẩm, 20 sản phẩm còn lại sẽ xét duyệt trong quý 1 năm 2023. Theo ban tổ chức, số lượng sản phẩm mà các chủ thể tham gia đánh giá xếp hạng OCOP năm 2022 tăng 50% so với năm trước. Bên cạnh một số sản phẩm truyền thống như nước mắm, mực, hải sản tươi và hải sản khô, còn có thêm các sản phẩm mới, thanh long đỏ và trắng sấy dẻo, sấy khô, tương ớt, tương cà, tương đen, rồng nho tách nước. Hiện nay, sân chơi OCOP được các chủ thể chú trọng tham gia, bởi không chỉ gia tăng về giá trị sản phẩm, mà các công ty doanh nghiệp quy mô lớn, khi đặt vấn đề liên kết tiêu thụ, sẽ chú ý đến chất lượng và an toàn thực phẩm lên hàng đầu. Đối với những sản phẩm được chứng nhận OCOP, đáp ứng các tiêu chí này, vì vậy, khi xây dựng chuỗi liên kết tiêu thụ vào các cửa hàng siêu thị, trung tâm thương mại trong nước hay xuất khẩu, sẽ ưu tiên lựa chọn sản phẩm chứng nhận sao OCOP. Do đó, ngày càng có nhiều hộ dân cũng như doanh nghiệp tham gia xét duyệt sản phẩm OCOP. Năm 2022, các chủ thể đã chuẩn bị cái sản phẩm của mình rất là chu đáo. Phải nói là về chất lượng thì năm nay khác với năm 2021, chất lượng có cải tiến hơn, tốt hơn, đảm bảo hơn. Về cái sản phẩm thì có cái sự đa dạng hơn. Về cái mẫu mã thì có cái mẫu mã rất là đẹp. Phát triển sản phẩm OCOP nhằm khơi dậy tiềm năng lợi thế của địa phương, nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần tiếp tục cơ cấu lại ngành nông nghiệp, gắn với phát triển tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề dịch vụ và du lịch, thúc đẩy kinh tế phát triển bền vững, góp phần xây dựng nông thôn mới đi vào chiều sâu, hiệu quả và bền vững. Hợp tác xã Thanh Long Sạch Hòa Lệ, huyện Hàm Thuận Bắc thành lập giữa năm 2017. Mặc dù thời gian hoạt động chưa dài nhưng mang về thành tích khá nổi bật. Bên cạnh thanh long tươi thì một số sản phẩm chế biến từ trái thanh long như kem, rượu, nước cốt được chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao và 4 sao cấp tỉnh, đồng thời công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Bình Thuận năm 2022. Có vùng trồng thanh long ruột trắng và đỏ quy mô liên kết 65 hectare, trong đó 5 hectare được chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn Global Gap. Hợp tác xã Thanh Long Sạch Hòa Lệ, huyện Hàm Thuận Bắc đặc biệt chú trọng đến vùng nguyên liệu có chất lượng tốt, mang lại giá trị gia tăng cao khi tiêu thụ trong nước và xuất khẩu. Năm 2020, trái thanh long tươi của hợp tác xã Hòa Lệ đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận công nhận sản phẩm OCOP 4 sao. Đến năm 2021, có thêm sản phẩm kem thanh long và rượu đế thanh long được công nhận OCOP 3 sao, đồng thời là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Bình Thuận năm 2022. Hợp tác xã chúng tôi đã đi hội chợ trái cây lớn nhất Đông Nam Á tại Thái Lan vừa rồi. Thì Thái Lan thì là một cái nước nông nghiệp cũng rất là phát triển, nhưng mà khi chúng tôi đem những cái sản phẩm từ trái thanh long của hợp tác xã đến thì
bên người dân của họ rất là ngạc nhiên. Ô, Thanh Long có thể làm ra những cái sản phẩm này rất là ngon và họ dùng thử họ cũng rất là thích. Sản phẩm ô cốp của đơn vị là Thanh Long ruột trắng thì là cái nền tảng ô cốp 4 sao. Chắc sắp tới thì cũng có định hướng là sẽ nâng tầm lên ô cốp 5 sao để cho nâng thêm cái giá trị của anh Long nữa. Rồi nhất thứ hai là những cái sản phẩm chế biến như rượu đế Thanh Long cũng được là sản phẩm ô cốp 3 sao với lại kem Thanh Long, những cái sản phẩm mà có cái tính sáng tạo, mình làm từ cái quả Thanh Long đảm bảo không chất bảo quản với lại đưa đến tay mình dùng, người tiêu dùng dùng, đó là một cái cách mà mình bán hàng thiết thực nhất đối với để nâng cao cái giá trị của quả Thanh Long. Trước đây, Hợp tác xã Hòa Lợi tập trung sản xuất kinh doanh trái Thanh Long tươi cung ứng cho một số công ty trong nước, xuất khẩu sang thị trường Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc và Ấn Độ. Nhưng hai năm 2020 và 2021, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, cửa khẩu biên giới hạn chế thông quan, hệ thống logistics kết nối không thông suốt, sản lượng lớn Thanh Long chính ở các nhà vườn bị tồn động không thể tiêu thụ được. Ở thời điểm đó, ban lãnh đạo hợp tác xã đã mời các thành viên dự họp và đưa ra quyết sách đa dạng các sản phẩm chế biến từ trái Thanh Long, vừa vận động góp vốn, đồng thời vay vốn thêm ngân hàng để đầu tư trang thiết bị máy móc, nhà xưởng sản xuất rượu vang, nước ép, nước cốt từ Thanh Long. Nhờ đó giải quyết bài toán Thanh Long bị tồn động cũng như sản phẩm sau xuất khẩu. Hiện tại, hợp tác xã có hơn 10 sản phẩm chế biến từ hoa và trái Thanh Long, trong đó 8 sản phẩm đăng ký xét duyệt OCOP tỉnh Bình Thuận năm 2022. Xu hướng thị trường bây giờ chế biến sâu là một trong những cái để mình cái thương hiệu sản phẩm, trước mắt là thương hiệu sản phẩm với lại đưa thương hiệu của hợp tác xã Thanh Long của mình sẽ được nhiều người biết hơn. Thứ nhất, cái thứ hai là những cái sản phẩm chế biến sâu đó là góp phần để tiêu thụ một cái số lượng rất là lớn những cái quả mà nó không đạt chuẩn xuất khẩu thì mình đưa vô chế biến sâu để mình nâng cao cái giá trị gia tăng của sản phẩm lên, để đa dạng hóa cái sản phẩm của mình, của đơn vị. Hợp tác xã Thanh Long Sạch Hòa Lợi là một trong những cái hợp tác xã hoạt động là khá tốt. Trong thời gian vừa qua đối với cây Thanh Long thì cái cũng gặp khó khăn. Tuy nhiên hợp tác xã này đã chủ động nghiên cứu tìm tòi và đã chế biến ra số cái sản phẩm như là kem Thanh Long, rồi là nước cốt ép Thanh Long lên men tự nhiên, rồi các cái sản phẩm rượu từ cái trái Thanh Long tươi, và các sản phẩm này đã được cái chứng nhận đạt cái chuẩn OCOP 3 sao, 4 sao. Và trong năm 2023 này thì hợp tác xã này tiếp tục có những cái sản phẩm đăng ký để thực hiện, để công nhận cái sản phẩm đạt cái OCOP 3 sao trong thời 2023. Và Phòng Nông nghiệp Điện Nông thôn Hà Nội Bắc đang tiếp nhận cái hồ sơ đăng ký này và đang thẩm định trình Ủy ban dân huyện xem xét để kiến nghị tỉnh xếp hạng trong thời gian tới. Từ năm 2020 đến nay, mỗi năm hợp tác xã Hòa Lợi đưa khoảng 1.000 tấn Thanh Long sao xuất khẩu vào chế biến rượu, nước ép, sấy dẻo, sấy khô, kem, thạch, kẹo từ Thanh Long, chưa kể trà hoa Thanh Long và hoa Thanh Long sấy từ nguyên liệu vùng trong Global Gap. Mặc dù chỉ chiếm 10% trên tổng sản lượng xuất khẩu Thanh Long tươi của hợp tác xã, nhưng sự đa dạng chủng loại sản phẩm sao chế biến để góp phần làm gia tăng giá trị trái cây đặc sản này, vừa giải quyết bài toán được mùa mất giá, đồng thời có thêm sản phẩm mới phục vụ du khách trong nước và quốc tế khi đến thủ phủ Thanh Long Bình Thuận. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP của Đài Phát thanh Truyền hình Bình Thuận xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân mến, chào tạm biệt.